À, chào bà con, bây giờ đang ở trong công viên nhà thờ đó. Thì nơi đây thì có bàn thờ chính, họ trang hoàng hoa cũng đẹp quá chừng đi. Thì bắt đầu giáo dân chuẩn bị vô thì lát nữa mình không dám nói nha bà con. Hiện tại thì bây giờ chưa có thánh lễ thì mình có thể nói được. Lát nữa có thánh lễ mình không thể nói được bà con ha. À, mong bà con thông cảm nha. À, đây là cái quà nhà, quà lễ rồi gia đình của bà ngoại đã chuẩn bị để lát nữa dâng lễ. À, dâng của lễ, sorry nha, dâng của lễ. Thì nơi đây giờ con cháu đang đứng tập trung để chuẩn bị lát đi vô để đi đi lễ bà con. À, bây giờ cũng chưa bắt đầu nữa, thành ra mình không biết cái khi nào bắt đầu thì mình mới quay lại. À, tạm thời bây giờ có lẽ mình ngưng máy thì cái khi nào bắt đầu mình muốn được quay tiếp bà con ha. Bây giờ con cháu trong nhà hình như là hầu hết là con cháu trong nhà cũng như một số hàng xóm rồi những người thân trong họ hàng đó được mời tới để tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Thì thánh lễ với tính cách coi gia đình thôi chứ không có tổ chức trong cộng đồng. Rồi, cảm ơn bà con theo dõi nha. Để bắt đầu mình tắt máy chút xíu rồi bắt đầu mình quay trở lại nha. Thì bắt đầu mình quay gì. Rồi bye bye bà con nha.